đọc tiêu đề video, các bạn cũng thấy lạ lắm đúng không? Phân tích thì từng cái một thôi chứ sao lại làm tận 4 cái một lúc? Chỉ là nếu từng MV thì thời lượng sẽ bị ngắn quá. Đa số MV của Blackpink cũng không quá bí ẩn nên cũng không cần phải dài dòng. Các bạn đã sẵn sàng để lần mò hết ẩn ý của từng MV chưa? Rồi thì cùng mình bắt đầu ngay nhé! Phần 1. Whistle, lời khẳng định cho tương lai. MV là lời khẳng định về sức hút và độ thành công trong tương lai của nhóm. Ở Whistle, trong cùng một khung hình, các cô gái đã thay đổi liên tục nhiều outfit khác nhau. Các căn phòng cũng thay đổi theo các sắc thái trái ngược nhau. Có thể bùng cháy máu lửa như thế này, cũng có thể mang sắc thái lạnh lẽo. Có mang gam màu đỏ chói, cũng có thể tràn ngập ánh sáng như thế này. Không chỉ có các sắc màu được thay đổi liên tục, các nơi trốn cũng vậy. Từ căn phòng làm việc bụi bặm cho đến phòng giặt giũ sạch sẽ, từ phòng trưng bày sang trọng cho đến cửa hàng tiện lợi bình dân. Đây có lẽ là lời khẳng định cho việc họ sẽ không bị dập khuôn, không chỉ đi theo một loại phong cách. Blackpink sẽ cân được nhiều hình tượng trái ngược nhau, ví dụ như sexy, đáng yêu hay ngầu ngầu, chất chơi người rơi người nhện mấy, họ cũng làm được. Ngoài ra, khung cảnh bể cá này có lẽ đang ẩn dụ cho các fan của nhóm. Họ sẽ bị cuốn hút bởi sự khuyến rũ của từng thành viên. Các fan sẽ giống như những chú cá kia, u mê không lối thoát, không thể nhảy ra ngoài bể. Riêng bốn đồ vật này đều ẩn dụ cho bốn thành viên của Blackpink. Lisa là vật ngoài cùng, Rose là Jisoo là khẩu súng và Jennie là bộ điều khiển trên cùng. Bốn cô gái sẽ là kẻ điều khiển cuộc chơi. Những con cá, thứ tượng trưng cho các fan sẽ di chuyển quanh họ. Kế tiếp, đĩa nhạc mang sắc hồng đen của nhóm có thể dễ dàng được mua bởi Jennie ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng chiếc hộp mang sắc hồng này cũng có thể được mua ở kệ tại phòng trưng bày sang trọng trước mặt Jisoo. Như chúng ta đã biết, thì đồ ở cửa hàng tiện lợi thường rất dễ mua dễ tìm, còn đồ ở các viện bảo tàng hay nơi trưng bày thường phải có rất nhiều tiền mới mua được. Đôi khi có những món đồ mang giá trị văn hóa lịch sử và không thể mua được bằng tiền. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng với những điều này có thể khẳng định về cách tiếp cận của khán giả về âm nhạc của nhóm. Âm nhạc của Blackpink vừa là thứ dễ thưởng thức, không quá khó hiểu, vừa là thứ cao cấp được đặt tại kệ trưng bày, không tầm thường. Sau cùng là hình ảnh bốn thành viên ngồi trên trái đất và nó bị nhuộm thành màu hồng, thể hiện cho khao khát vươn ra quốc tế của nhóm. Quay lại giây thứ 40 của MV, khi Jisoo mở mắt ra, hiện lên trong đó là trái đất và Rose đang ngồi ở trên đó. Nó chính là khao khát muốn xâm chiếm lấy quả cầu màu xanh kia. Trong mắt Jisoo lúc đầu chỉ tràn ngập mong muốn được chiếm lấy nó, và cuối MV, quả cầu đã chuyển thành màu hồng. Vậy là khát vọng làm chùm của chị cả đã thành công. Phần 2, Playing With Fire, câu chuyện về tình yêu mù quáng. Về cơ bản, nội dung MV và cả lời bài hát đều thể hiện tình yêu điên cuồng của các cô gái. Họ cháy hết mình cho tình yêu, trao đi tất cả và yêu đến mù quáng. Ngay từ đầu MV, cả bốn cô gái đều đã để lộ ra tình trạng bị mắc phải bệnh tương tư rất trầm trọng. Jennie ngồi gục lên phím đàn, ánh mắt trầm tư, Jisoo thì vẽ nên cửa kính hình trái tim. Rosie giơ tay ra hứng lửa, Lisa chắc nhẹ nhất, người nặng nhất chắc là chị cả Jisoo. Jisoo còn liên tục nhìn vào điện thoại như chờ đợi cuộc gọi của ai đó. Mà vấn đề là ngay từ đầu, mẹ đã dặn rồi, phải cẩn thận mà không nghe. Chiếc cầu trong MV có lẽ ẩn dụ cho mối quan hệ của đôi bên trong tình yêu là một sự kết nối. Khi tình yêu rạn nứt, các cô gái vỡ mộng thì chiếc cầu bốc cháy, cuối cùng sẽ chỉ còn lại tro bụi. Mới đầu, tình yêu này khiến bốn cô gái rất vui và cố gắng tận hưởng. Họ đều nhìn vào máy quay và mỉm cười hạnh phúc. Jennie và Jisoo còn dựa vai và ôm eo người yêu rất tình tứ. Hình ảnh Jennie che mắt lại như đang ẩn dụ cho tình yêu mù quáng của họ, tự che đi mắt mình để vờ như không thấy như vấn đề trong tình yêu đang diễn ra. Khi đưa bàn tay che mắt ra, thứ hiện lên trước mắt là khung cảnh ảm đạm, lạnh lẽo. Nó phản ánh tâm trạng cô đơn của họ. Họ không thể chia sẻ nỗi buồn này cùng ai, chọn thu mình lại, chỉ có thể tự chịu đựng nó. Sau cùng, sợi dây định mệnh này chấm dứt. Chữ fate nghĩa là định mệnh, nó bốc cháy. Cái ôm kia như lời chào tạm biệt. Tuy vậy, Rose vẫn xem lại nó với ánh mắt rất buồn. Lisa cũng không thể ngủ nổi, trằn trọc trên giường. Cho đến những giây cuối MV, Jennie lựa chọn thổi tắt ngọn lửa. Lisa bừng tỉnh với chuông báo thức. Câu chuyện tình yêu kết thúc. Phần 3, Stay, Thiên đường. Cả hai MV Stay và Playing With Fire đều ra mắt cùng ngày vào 31 tháng 10 năm 2016. Nên có thể hai bài có liên quan đến nhau. Về phần lời của hai bài, trong khi Playing With Fire kể về câu chuyện tình yêu bùng cháy, thì Stay lại giống với phần kết của câu chuyện hơn. Sau khi kết thúc cuộc tình đau khổ, cả bốn vẫn có đôi chút nhớ nhung về người cũ. Họ chọn cách tha thứ cho các chàng trai, thậm chí còn có thể làm bạn với nhau, chia sẻ nỗi buồn. Về phần nội dung MV, lại là hai câu chuyện khác nhau. Đây là câu chuyện về bốn cô gái ở thiên đường. Màu trắng tượng trưng cho điều tinh khiết và trong sáng nhất, thường được dùng để miêu tả các thiên sứ. Ở cuối MV, những người mặc đồ trắng đứng xung quanh các cô gái.
Bên cạnh đó, ở đây có ghi câu nói, thiên đường là nơi không bao giờ có chuyện gì xảy ra, tức là một nơi rất yên bình. Nơi này chỉ xuất hiện bốn cô gái và các thiên sứ, khẳng định hơn cho giả thuyết này. Thiên đường trong MV không giống với những thứ được định nghĩa lâu nay, như phải ở trên trời, phải đẹp đẽ, phải có cánh, vân vân. Thiên đường trong Stay chỉ đơn giản là nơi khiến cho họ hạnh phúc và thoải mái nhất. Mới đầu, Lisa không ở trên thiên đường, cô vẫn còn phân vân. Lisa đã đi qua đi lại, ở hành lang nối giữa hai thế giới. Một nơi là thiên đường, là ánh sáng, một nơi là Black, bóng tối. Cuối MV, Lisa đã chọn đến thiên đường, cô chạy về phía ba người còn lại và vui đùa cùng họ. Phần 4, Lovesick Girl, quay ngược thời gian và tình yêu mù quáng của Blackpink. Tuy ra mắt cách Stay và Playing With Fire tận 4 năm, song MV vẫn có vài câu hát khiến chúng ta liên tưởng tới hai ca khúc kia. Playing With Fire kể về tình yêu bùng cháy và mù quáng, Stay là nỗi buồn thì đến MV này. Bốn cô gái dù biết yêu như vậy là sai nhưng vẫn chấp nhận đau thương. Dù có tổn thương, vì tình yêu, họ vẫn chọn được yêu hết mình. Kế tiếp, dòng chữ For You được ghi trên chiếc búa mà Lisa cầm. Cô nàng dùng nó để đập vỡ chiếc xe mang tên Bad Boy. Hành động này chính là muốn thể hiện sự giận dữ của cô nàng dành cho anh chàng kia. Vậy là ngoài Jennie có phân cảnh cãi nhau tay đôi về ông anh bắt cá nhiều tay ra thì không thấy thành viên nào combat thẳng mặt thì phải. Rose có buồn sầu đau khổ đến đâu cũng chỉ có thể trút giận lên cây đàn mà thôi. Giận đời đập vỡ cây đàn. Cả Rosie và ông anh kia đã có nhiều phút giây tình tứ hạnh phúc bên cây đàn và thùng sơn. Vậy nên mỗi khi cô nàng nhìn thấy chúng, đều sẽ nhớ lại chuyện cũ mà đau khổ tột cùng. Cách giải quyết là đập hết đi cho xong. Dòng chữ anh nhớ em cũng bị thay thế thành anh ghét em. Trong khi cả Jennie, Rose và Lisa đều yêu cùng một anh bad boy tóc dài, thì riêng Jisoo lại không có anh chàng nào ở bên nhưng vẫn đau khổ. Có thể Jisoo yêu một người khác và đau khổ không phải do bị phản bội. Khác với ba thành viên còn lại, cô không chỉ đau đớn mà còn muốn quay ngược thời gian, trở về quá khứ để được đắm chìm trong tình yêu một lần nữa. Mong muốn này thể hiện ở chiếc đồng hồ cát bị vỡ và cách Jisoo chạy bất lực về phía trước. Vấn đề là những hạt cát trong đồng hồ thường phải chảy xuống, đây là biểu tượng của quy luật thời gian. Thời gian một khi đã đi qua thì không bao giờ có thể lấy lại được. Bên cạnh đó, những bông hoa màu xanh được gọi là hoa ngô, nó tượng trưng cho tình yêu nồng thắm. Sâu chuỗi lại, khung cảnh này miêu tả tâm trạng và hoàn cảnh của Jisoo lúc ấy. Cô vẫn đứng giữa vườn hoa ngô, vẫn muốn chìm đắm trong tình yêu. Chiếc đồng hồ tượng trưng cho thời gian bị đập vỡ hoặc bị rơi vỡ, thể hiện cho mong muốn muốn thời gian ngừng lại. Cô nàng không muốn vì quy luật thời gian mà vụt mất cơ hội được đắm chìm trong tình yêu. Có vẻ nguyện vọng này đã được đáp ứng, vì khi nhìn thật kỹ, những hạt cát kia không rơi xuống mà quay ngược trở lại đồng hồ, tức là thời gian tươi đẹp có thể thực sự quay lại. Từ đây, chúng ta có hai giả thuyết. Một là cô giống ba thành viên còn lại, cũng yêu anh chàng kia và sau khi được quay lại thời gian, cô chọn đá ông anh đi để không còn phải đau khổ. Hai là cô thực sự yêu một nhân vật khác với ba cô em, Jisoo quay lại với người đó và tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ. Tổng kết lại, Lisa, Rosie, Jennie đều yêu cùng một chàng trai bad boy. Riêng chị cả Jisoo thì vừa đau khổ vừa muốn quay lại thời gian, cứ gọi tạm là phú bà nặng tình đi vậy. Vậy là mình đã phân tích xong 4 MV của Blackpink rồi. Các bạn có muốn mình phân tích MV nào khác không? Cứ đặt hàng ở phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.